Chào mừng các khán giả thân yêu đã quay trở lại với Bện TV. Thì Dung rất vui khi hôm nay lại đồng hành cùng quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị thân mến, đối với những loài động vật trường sinh bất lão, hay là nói một cách khác, đó chính là chúng không thể nào chết. Bất tử chính là đích đến trong cuộc nghiên cứu khoa học của con người từ thời cổ chí kim. Nhưng tuổi trẻ vĩnh cửu hiện nay vẫn chỉ là một mơ ước mà chúng ta chưa có thể nào mơ tới được. Tuy nhiên, thì trên thế giới của các loài động vật dường như đã thành công trong việc ngăn chặn tuổi già. Có những loài động vật đã từng sinh tồn và tồn tại ở trên trái đất của chúng ta với một khoảng thời gian khổng lồ, không hề bị lão hóa. Vậy chúng là những loài nào? Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Những loài động vật trường sinh bất lão. Số 1. Tôm hùm. Ít ai biết rằng, tôm hùm món ăn khoái khẩu và xa xỉ của con người lại có tuổi thọ rất lớn, đến nỗi mà nhiều người sẽ phải kinh ngạc đấy. Các chuyên gia đã khám phá ra rằng, tôm hùm trên thực tế không già đi mà chúng chỉ to lên thôi. Từ già ở đây có thể hiểu là tôm hùm không bị yếu đi theo thời gian, thay vào đó, chúng chỉ càng ngày càng to lên về kích cỡ. Tôm hùm không hề gặp phải bất kỳ những vấn đề nào về tuổi già của con người mà thậm chí lại còn khỏe hơn theo thời gian. Khi mà lớp vỏ ngoài trở nên quá là nhỏ, cản trở sự phát triển thì những chú tôm hùm này đơn giản chỉ lột vỏ và tiếp tục lớn lên. Người ta đã bắt được rất nhiều những chú tôm hùm có kích cỡ khoảng 9 kg cùng với độ tuổi đáng nể lên tới 140 tuổi. Tuy nhiên, nếu như tuổi của chúng tỷ lệ thuận với lại cân nặng và kích thước theo thời gian thì theo các bạn, chú tôm hùm kỷ lục đặt kỷ lục Guinness thế giới với cân nặng là 23 kg, được bắt vào năm 1926 tại Maine, nó sẽ có tuổi thọ đến bao nhiêu tuổi nhỉ? Số 2. Nghêu. Thực ra thì chú nghêu biển mà bạn đang nhìn thấy đây có thể sẽ sống được lâu hơn nữa nếu như mà không bị các nhà khoa học vớt lên ở Israel vào năm 2006 để nghiên cứu và làm nó chết. Đặt tên là nghêu Minh vì lúc nó ra đời cùng với lại thời triều đại của nhà Minh ở Trung Quốc. Nhưng vì sao Minh lại sống lâu đến như thế? Đây là một trong những đặc tính chung của loài động vật thân mềm hai mảnh này. Không giống như những loài động vật khác thì màng tế bào của loài nghêu gần như là không bị tổn thương đến từ tương tác các phân tử chứa oxy, vốn sẽ tạo ra các phân tử nhỏ hơn và làm hư hỏng các thành phần khác của tế bào. Do vậy, về mặt sinh học thì loài nghêu dường như là bất tử vì những tế bào không bị hỏng hóc và thoái hóa theo năm tháng. Cơ mà 507 không hẳn là con số tuổi lớn nhất mà loài nghêu này đã đạt được. Tuổi của mình được xác định là nhờ vào con số vòng tăng trưởng nằm trên vỏ của nó, giống như là những loài thực vật. Nghêu tăng kích thước theo thời gian nhờ vào tạo ra những lớp vỏ mới ở bên cạnh những lớp cũ. Các nhà sinh vật học đã đếm những lớp này để có thể xác định được tuổi thọ của mình. Nhưng do mình không may đã bị con người bắt lên và có thể còn nhiều chú nghêu khác còn thọ hơn cả mình nhưng chưa được tìm thấy. Số 3. Sứa bất tử. Những loài sứa bình thường có vòng đời không dài, thường chỉ vài giờ sau đến vài tháng. Một số những loài được sống được vài năm, tuy nhiên thì loài sứa Turritopsis nucicula lại trở thành vua của tất cả những loài sứa khi mà tính theo vòng đời sinh học thì chúng có khả năng sẽ bất tử. Khả năng đặc biệt của loài sứa này không phải là dừng lại ở sự lão hóa mà là cải lão hoàn đồng. Cơ chế này được thực hiện thông qua quá trình chuyển hóa, biệt hóa khi mà những tế bào trong cơ thể của sứa sẽ tự biến đổi trở thành tế bào mới. Những tế bào này sẽ liên tục biến đổi cho đến khi mà con sứa sẽ trẻ lại thành dạng polyp, dạng thức trước khi mà được hình thành cá thể sứa hoàn chỉnh. Sau đó thì chúng sẽ lại phát triển và sinh sôi những thế hệ sứa mới. Theo lý thuyết thì quá trình này có thể sẽ được lặp đi lặp lại mãi, biến loài sứa này sẽ trở thành sinh vật đa bào duy nhất được biết đến với khả năng là quay ngược vòng đời của mình. Và bây giờ sẽ là một loài bọ có khả năng bất tử không chỉ trong môi trường nước mà chúng còn bất tử trong môi trường trên không nữa. Chúng không khác gì là những thần tiên tỷ tỷ trường sinh bất tử đâu. Số 4. Bọ gấu nước. Bọ Tardigrades hay còn gọi là bọ gấu nước vốn là một trong những loài sinh vật sống dài bậc nhất của hành tinh này. Chúng có thể sẽ chống chọi với mọi điều kiện thời tiết.
từ chân không trong vũ trụ đến môi trường có áp lực gấp 600 lần với áp suất của khí quyển. Và nếu như không có nước ư, không hề gì nhé, chúng sẽ biến cơ thể thành thủy tinh để có thể sống thêm hàng thập kỷ trong điều kiện không có nước. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố duy nhất giúp cho con sinh vật này đến gần với lại điểm tiệm cận của trạng thái bất tử như việc có thể sẽ sống sót trong điều kiện nhiệt độ cực thấp tại Bắc Cực. Một bài báo đăng trên tạp chí Cryobiology cho biết rằng một nhóm những bọ gấu nước đã đóng băng ở Nam Cực vào năm 1983 đã sống lại vào năm 2014, tức là sau đó hơn 30 năm. Không chỉ sống sót trong điều kiện đóng băng, đun sôi và khô kiệt, bọ gấu nước còn chịu được áp suất lên tới 600 megapascal, gấp 6 lần so với áp suất của đáy biển. Chỉ nửa mức áp suất đó đã đủ để giết chết hầu hết những sinh vật ở trên trái đất rồi. Giới nghiên cứu thậm chí còn đưa bọ gấu nước vào trong vũ trụ để chúng có thể tiếp xúc trực tiếp với lại bức xạ mặt trời và tia gamma, nhưng chúng vẫn sống như là thường khi mà trở lại trái đất. Bọ gấu nước thường sẽ có những khả năng chịu bức xạ và thậm chí sẽ sửa chữa lại ADN. Điều này có thể sẽ lý giải tại sao chúng mau phục hồi trước những tác động của bức xạ. Chính vì khả năng sống ra như thế này mà người ta đã cho rằng bọ gấu nước chỉ thực sự chết khi mà mặt trời nổ tung. Số 5 run dẹp. Nếu như cắt một con run dẹp ra làm 200 mảnh thì 2 tuần sau sẽ trở thành 200 con run mới. Đó chính là bí ẩn mà không phải ai cũng biết. Nếu như bạn cắt đầu của con run dẹp, đầu nó sẽ được mọc mới. Và khi bạn cắt nó ra làm nhiều phần khác nhau thì mỗi phần sẽ tự phát triển lại thành một cơ thể hoàn chỉnh. Và thậm chí là chiếu tia phóng xạ vào khiến cho cơ thể của nó sẽ vẫn có thể tự phục hồi phần bị tổn thương. Các nhà khoa học cũng đã thử nghiệm kích thích loài run dẹp Giardia dorotocifera và kết quả là chúng có thể sẽ phát triển đầu và não bộ đặc trưng của loài run khác. Hiện tượng này xảy ra khi mà các kênh protein đã bị ngăn chặn. Bên cạnh đó thì những nhà nghiên cứu đã tìm cách thay đổi sự phân bố tế bào gốc trưởng thành của run khiến cho chúng tự mọc ra đầu vào não có hình dạng khác với lại chủ thể ban đầu. Số 6, cá mập 512 tuổi. Vào năm 2018, các nhà khoa học thám hiểm ở Bắc Đại Tây Dương đã phát hiện ra một con cá mập 512 tuổi là loài động vật có xương sống lâu nhất ở trên thế giới. Nó được xác định là con cá mập Greenland. Được biết, những con cá mập Greenland vốn nổi tiếng sống thọ một cách vô lý. Điều này là do chúng là một trong những loài động vật phát triển chậm nhất hành tinh. Chúng trưởng thành hoàn toàn khi mà 150 tuổi và có nhiều cá mập Greenland có thể sống quá 400 tuổi. Mặc dù vậy thì 512 tuổi thực sự là một kỷ lục trước nay chưa từng có. Nếu như nghiên cứu được chứng minh thì điều này có nghĩa là con cá mập này đã được sinh ra vào năm 1500, già hơn cả đại thư hào William Shakespeare. Nhưng mà làm sao có thể sẽ đo được chính xác tuổi thọ của cá mập? Thực ra thì việc này rất đơn giản nhé. Các nhà sinh vật biển đã có thể đo kính mắt của loài cá mập này để có thể xác định tuổi. Lượng carbon phóng xạ có ở trong ống mắt của chúng sẽ cho chúng ta biết được là cá mập đã bao nhiêu tuổi. Kết quả cho thấy thì con cá mập mới được phát hiện này chắc chắn là một trong những loài sinh vật sống thọ nhất thế giới đấy. Số 7, thủy tức Hydra. Đây không phải là quái vật Hydra, không phải là con rồng 7 hay là 9 đầu trong thần thoại của Hy Lạp đâu nhé, mà đây là một trong những loài quái vật thủy tức chỉ dài 10mm và có khả năng sẽ sống bất tử. Chúng không hề già đi tí nào cả, đơn giản vì chúng có khả năng sẽ tái tạo lại tế bào đã chết. Tế bào gốc của chúng có thể sẽ phân chia và biến hóa thành bất cứ những tế bào nào mà Hydra cần. Điều này có nghĩa là chúng luôn có một nguồn cung cấp tế bào mới, nhờ thế mà Hydra không tự nhiên chết đi, thoải mái tái tạo tế bào mà không bị thoái hóa. Và nếu như chúng ta làm được như vậy thì chúng ta cũng bất tử. Các bạn thân mến, vừa rồi chính là những loài động vật có khả năng bất tử trong thế giới các loài động vật. Bạn thấy như thế nào về vấn đề cải tử hoàn đồng và bất tử của chúng? Hãy để lại ý kiến của mình xuống bên dưới các bình luận nhé. Đừng quên là nút like, share và subscribe cho kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.